Đây 4 triệu mà bây giờ chỉ cần 600 thôi là quá là ok rồi mà. Nhưng mà em thấy anh là một người tốt đúng không? Alo, à, em ơi, em có làm rơi một cái chìa khóa xe Honda đúng không? Đây em nhặt được, em thấy cái số điện thoại anh gọi nè. Ờ nó có, em có để cái thẻ gì cái số điện thoại á. À, anh thì anh đang đi làm về, em ở đâu anh chạy qua anh đưa luôn cho. Anh là người tốt mà. Có gì phiền đâu, cái này anh lấy phí 1 triệu nha. Ý là anh lấy 1 triệu á, tại anh thấy cái khóa xe này cũng mắc tiền á. Bây giờ kiểu anh cũng nghèo á, anh đi làm kiếm tiền mà bây giờ anh có cơ hội kiếm tiền thì anh phải tranh thủ á, 1 triệu em có đồng ý không? Mà cái này không phải là tốn tiền đâu nha, cái này là em tặng anh 1 triệu nha. Không, anh phải lấy tiền tươi thóc thật, anh phải tới gặp em anh mới lấy tiền chứ sợ ship làm sao anh lấy tiền được. Ok, em nhắn cái địa chỉ với cái số địa chỉ đi để anh chạy qua. Ok, em nói lại em nghe đúng không ạ? Ờ, số này em nhắn vô số này đi. Có cơ hội kiếm tiền rồi anh em. Lãi mày được chứ. Ok anh em ha. Thì mình có nhặt được với cái chùm chìa khóa. Ở trong này nó có cái số điện thoại nè anh em. Bạn này cũng khá là ấy luôn á, khá là kỹ tính luôn á, nhưng mà không biết đi kiểu gì để rơi mất. Thì đây là một cái khóa Smart Key á anh em, Smart Key của Honda nè. Thì mình cũng xin phép làm mờ vì để lộ số điện thoại ra thì nó không có được các bạn. Ok anh em ha, em hãy nhắn địa chỉ rồi. Lotteria Thái Thịnh giao với Yên Lãng. Alo, giờ anh chạy qua luôn á nha. Ok, khoảng 15-20 phút nữa anh tới. Tắt máy rồi. Chắc là quạo. Nè, tự nhiên rớt chìa khóa, có thằng khứa gọi tới bắt đầu ấy đòi 1 triệu. Ok anh em ha, mời anh em cùng với cả mình đi qua trả chìa khóa cho em mấy nha anh em nha. A few moments later. Anh tới rồi nè, anh ở bên hông của Lotte á, em đi ra ngoài đi. Em đi qua phía tay phải đi. Quên mất cái chỗ đó là anh không nhớ, hình như là đường Nguyễn Chí Thanh hay gì á. Cũng gần đây à. Đúng rồi, không
trước em đi qua đấy hay là ý là em thấy rồi đó, anh thì cũng kiểu đang đi kiếm tiền á. Chạy xe em cũng nghèo á, cũng phải chạy qua đây tốn tiền xăng đồ á, cũng tốn khoảng 10.000 tiền xăng á. Nhưng mà em tính sao? Hay là em cũng đang là sinh viên, em cũng đang đi làm thuê thôi ấy. Thì hay là anh âm tào lao, em đang đi ăn gà rán với ai ấy vậy? Em cũng anh nhìn em thì em biết đấy, em cũng chỉ là đi làm, em làm thêm thôi anh ạ. Làm thêm ở đây? Dạ vâng, em đang đi thử việc ạ. À. Dạ vâng, em đang đi xin việc ở đây. À. Thôi không tin đâu, em đang giả nghèo để làm gì có cái chuyện mà một nhìn em như tiểu thư ấy, làm sao đi làm thêm được. Ở bây giờ thế này thì thôi thì cũng nể tình em, sinh viên hả? Nãy anh lấy 1 triệu thì bây giờ anh lấy 800 thôi. Thật ra thì bây giờ trong tài khoản của em cũng chỉ còn 500 nữa, hay là anh cho em 500 hả? Đây, vâng ạ, bây giờ tài khoản của em cũng chỉ còn 500. 500 à, 500 thì thật sự không đủ bữa ăn của anh nữa. Cái này cũng không phải bao tiền đâu, công sức của anh mà anh phải nghỉ chạy xe nữa. Thì bây giờ là chốt là 700 đó. Là anh là ưu ái em lắm rồi đó, 700. Được thì anh đã. Còn 600 thôi anh ạ. 600 làm sao có cái đâu, coi anh xem, nếu mà 600 thật á anh không lấy tiền luôn, anh tặng lại cho em. Nhưng mà bây giờ đâu thì đưa xem đi. Bây giờ tài khoản cá nhân đi, em cũng sợ lộ thông tin. Sao không, bây giờ thế này, ý là bây giờ em còn 600 thì em chỉ 500 em đưa cho anh, còn 100 còn đặt xe về nhà nữa anh ạ. Đặt xe về hả? Vâng. Ờ, em thấy cái gì đây không? Để anh chở em về. Chuyển cho anh 700 anh chở em về. Như anh nói thế này nhá. Thì bây giờ em đặt xe từ đây, bình thường em đặt xe từ đây về nhà ấy, sẽ mất khoảng 20.000. Dạ vâng. Đừng nói là em chuyển anh 520 nha. Thì em chuyển anh 550. Ôi 550. Còn 50.000 em không thân anh ạ. Con gái nha. Em cũng biết là công sức của anh, nhưng mà không, nhưng mà cái này em vào hãng, em có thử đi làm lại chìa khóa chưa? Dạ rồi ạ, dạo này em mất chìa khóa ấy, thế là em cho em báo hãng thì hãng em 4 triệu con, này em rất là cần. Đấy, đấy chứ. 4 triệu mà lấy 700 mà nãy giờ cứ trả giá lên, trả giá xuống là sao ta? Kiểu này 4 triệu hả? Thế thì anh phải lấy 2 triệu mới đúng chứ. Không thôi anh, bởi vì là làm sao? Nhưng mà ý là bây giờ là 4 triệu thì em biết là nó to thật. Em biết là bây giờ công sức của anh, nhưng mà thôi anh xin viên về, em chỉ còn có 600 thôi. Anh hiểu là 600 thôi thì bây giờ em cũng đưa cho anh phần lớn thêm. Tốt rồi lấy gì sống em. Thôi bây giờ là em về đâu? Để em chở về. Em về ngay chùa Bộc thôi ạ. Chùa Bộc hả? Dạ vâng. Chùa Bộc là ở đâu trời? Tự nhiên cái quên ngang luôn. Đây là đây thôi anh ạ. Đây là đây thôi, em biếu anh 50 anh nhá. Nhìn anh già lắm sao mà dùng từ biếu trời. À không. Em đưa anh, em gửi anh ạ. À. Coi như là anh cũng gần đây mà, 2 cây số. Bây giờ em đi làm thì em sẽ gọi tiếp anh được không ạ? Em có thông tin anh thì em gọi anh tiếp. Là sao? Ý là em ủng hộ anh đi xe đúng không? Dạ vâng. Em đừng có bốc phét, em có xe riêng, em lấy được chìa khóa rồi. Thì em sẽ cho số các bạn. Em cho số các bạn. Rồi. Thôi được rồi, lên đây đi. Anh sẽ lấy 600. Thôi được rồi anh ạ. Ok. Ok anh. Lên. 4 triệu mà bây giờ chỉ cần 600 thôi là quá là ok rồi mà. Nhưng mà em thấy anh là một người tốt đúng không? Dạ vâng. Em rất biết ơn anh mà, em cảm ơn anh. Thật sự là dạo này em cũng rất là kiểu khó ấy. À, làm thêm ở đây hả? Vậy em đang xin việc ở đây ạ, đang thử việc thôi ạ. À, đang thử việc. Có muốn cầm không? Dạ có. Chưa chuyển tiền mà muốn cầm hả? Cơm thế. Anh đang chờ em mà.
Thôi thôi anh chỉ sợ là anh đang chạy em bay xuống luôn á, gì chứ sức mạnh đồng tiền lúc đó ghê lắm, em la làng lên là ông này ông ấy. Thì đó em đừng có la làng lên nha, cái này là công sức của anh lụm anh chạy qua đây đâu phải đơn giản đâu, tiền xăng tiền cộ cho anh xin ít để anh còn về anh đi tán gái nữa chứ. Ấy mấy em gái bây giờ là đi ăn toàn mấy 500-600 mới chịu đi ăn không à. Bây giờ khi nào mà em đồng ý hẹn hò với một chàng trai đi ăn một bữa chỉ 50.000 thôi, anh gọi là anh không lấy tiền luôn. Thôi đừng có mà bốc phét. Ủa? Về đây hả? Về đây hả? Bình thường chạy xe được có 300, tự nhiên lượm được cái chìa khóa cái có 600. Đã. Đâu được em, không được không? Bây giờ em đừng có suy nghĩ 600, em suy nghĩ là em được gọi là 3.4 triệu đấy, làm lại chìa khóa là 4 triệu rồi đúng không? Đó, em phải suy nghĩ là em vừa kiếm lại được 3.4 triệu. Em suy nghĩ như vậy em sẽ cảm thấy cuộc sống nó dễ dàng lắm. Đó, thiệt mà. Đúng rồi, em rơi chìa khóa kiếm được 3.4 triệu. Ảo thật đấy. Phải chưa? Em cứ suy nghĩ như vậy thì cuộc sống của em nó nhẹ nhàng lắm. Đó, đâu phải đơn giản mà một buổi tối kiếm được 3.4 triệu đâu đúng không? Đúng rồi. Thông minh lắm. Qua bên kia là chùa Bọc rồi đó. Nhưng mà bây giờ thế này đi, em ủng hộ anh thêm cuốc xe được không? Tại vì bây giờ em kiếm được 3.4 triệu em chia lại cho anh với chứ. Bây giờ mai mốt em kêu anh chở đi, anh lấy giá rẻ kìa. Thì anh nãy giờ anh chốt 600 rồi mà. Tiền cũng là không đủ hết á, nhưng mà ở làm thêm ở đó người ta có cho ăn không ta? Làm thêm ở gà rán người ta có cho ăn gà rán không hay là ăn gì vậy? Thấy chưa, số mấy chùa Bọc? Có cái điện cấm rẻ nè. Đây là cái gì vậy? Đi thẳng vô hả? Dạ không. Tảng đá để phải. Đâu ta? À ngõ này, tảng đá đâu? À đây hả? Trời ơi, cái nó làm cái màu mà anh không nhìn ra luôn á. Nó là tảng đá. Tảng đá. Rồi em nhìn bọn anh đói quá. Ê, rồi khi nào hôm nay em đói. Có khi nào em kêu người nhà ra úp sọt anh không vậy? Thôi, không, em thề, không làm thế đâu. Mà em ở đây với ai? Em ở trọ đây, em ở trọ với bạn thôi ạ. Ê, đừng kêu úp sọt nha. Anh bần cùng sinh đạo tặc á, anh cũng khô máu lắm á. Gì ghê vậy trời. Anh đâu?
Ủa lại ra đường lớn hả? Đây, giờ anh dừng ở đây giúp em vào đường rẻ. Đây ạ. Dừng ở đây hả? Dạ vâng, em không muốn anh chở vô tới nhà luôn à? À thôi, em ở đây được rồi. À bây giờ cứ chỉnh tiền trước rồi mới đưa chìa khóa được. Thôi, anh cứ đưa lên đi, em có chạy mất đâu anh. Không được. Anh có xe máy mà, anh có thể đuổi kịp em mà. Mình chơi gì vậy đó em? Thôi chuyển trước rồi, chứ chuyển 600 đi. Trả con tiền ăn hả? Thì về nhà nấu cơm thôi. À không có tiền đi chợ hả? Nấu cơm cũng cần phải đi chợ đó. Anh ạ, trưa nay em nhìn tủ lạnh là tủ lạnh trống trơn rồi. Còn mốt cộng hành. Kiếm được 3.4 triệu. Chuyển khoản nhanh lên. Đây em đang chuyển đây anh. Nó cứ tua đây này anh. Nó không... Tự nhiên rớt mạng ngang hả? Tự dưng bị mất mạng. Để anh phát wifi cho. À, được rồi anh ạ. Sáu trăm là đi làm thêm mấy buổi ta? Sáu trăm phải đi làm thêm nhiều lắm, phải 10 buổi đấy. 10 buổi. Vâng ạ. Vẫn chưa thấy nó tinh tinh ta. Đây em đang chuyển anh đây. Anh nói hay là anh cho em xin contact xong mấy bữa em chuẩn bị tốt rồi không anh, để em đi mua đồ ăn cho em. Đói lắm rồi. Cái gì? Ê đừng nói em không đủ 600 thiệt nha. Ủa thật. What the hell? Không. Đi tiếng còn phải mua đồ ăn nữa. Không có tiền được nữa hả? Thật. Ý là nãy giờ mà trở về đây là chỉ muốn xin là chìa khóa thôi. À không, em đưa cho anh. Ý là mai mốt chuyển 600 sau. Không ạ, em đưa cho anh một nửa trước đúng không ạ? Sao em mua khổ thân. Thôi tự nhiên anh thấy anh muốn chuyển cho em ghê á, thấy tội à. Thế mà cũng tại vì em cũng chỉ có một chứ. Ăn tối chưa? Dạ em mới bảo với anh là em chưa ăn gì mà tại em cũng mất chìa khóa ấy, thế em cứ nghĩ mãi em có rằng thôi cầm đi, mời anh đi ăn được rồi. Thật không anh? Hết nè, cầm đi. Tự nhiên anh tốt thì em lại nấy. Tự nhiên thấy tốt ngang hả? Chẳng qua nãy là anh kiểu là hồi nãy lúc chở em á là nhân cách thứ hai của anh. Khi mà về tới đây rồi thì nó trở lại nhân cách thật của em. Cảm ý? Có thấy không cầm thôi. Có, thế thì mời đi ăn rồi được. Ok, thế em mời anh đi ăn nhá. Em đi mời anh đi ăn để bù lại nhá. Nhưng mà bây giờ ăn cái gì tầm 1 triệu đi. Bao nhiêu 500 rồi anh ạ? Bây giờ em cũng chỉ còn bằng đấy thôi. Ý là ăn cái gì tầm 1 triệu được không? Không được đâu anh, em không có đủ hay là. Tại vì anh ăn sang quen rồi á, anh bình thường anh ăn tôm hùm của hoàng đế luôn mà. Bây giờ tự nhiên em mời anh đi ăn, tính mời anh ăn cái gì? Anh đã bao giờ ăn bún này chưa? Nó trong bún hả? Tôm hùm thì cũng ngon nhưng mà bún này đường ngon lắm anh chưa bao giờ, anh sẽ thấy rất ngon. Em nói thật đấy ạ. Em ok, thôi được rồi, thôi thử đi. Lâu lâu anh sống nghèo một bữa kìa. Ok, anh cứ thử rồi gió đi anh, đảm bảo anh mê luôn ạ. Nhưng mà em nhìn anh về thấy anh bảo ăn cua hoàng đế tin không? Đi đường nào? Anh quái đạn vậy, dám dụ anh có tiền để anh chở về tới đây. Xem clip vừa rồi của mình thì mình không có cố ý là lấy cái số tiền chuột chìa khóa đâu, nhưng mà ở ngoài kia vẫn có rất là nhiều người ta sống ích kỷ á, có thể là người ta trả lại nhưng mà người ta vòi một ít tiền để trả công cho cái việc mà họ
họ tốn thời gian để trả chìa khóa cho mình các bạn. Có rất là nhiều trường hợp như vậy luôn. Nhưng mà ở phía mình thì mình chọc em ấy để có một cái gì đó quay clip gửi cho các bạn xem thôi. Nhưng mà vô hình chung lại làm cho cô bé rơi vào cái tình huống khó xử, đó chính là không đủ tiền trong tài khoản để chuyển tiền cho mình luôn các bạn. Rất là thương luôn. Nhưng mà cuộc sống của bạn, ở cái lứa tuổi đó thì ai cũng vậy thôi. Mình cũng từng trải qua lứa tuổi đó rồi. Mình cũng đi làm thêm một tiếng chỉ được 10-10 mấy nghìn. Rồi mình cũng đã từng làm mất đồ rất là tiếc tiền luôn. Mà đồ mình mất thì mình không có tìm lại được. Còn em ấy mất cái chìa khóa thì em ấy tìm lại được. Thì cũng là vui rồi các bạn ơi. Và anh em yên tâm ha, mình không có lấy tiền đâu. Và mong là anh em sẽ ủng hộ mình một combo nước hoa. Nước hoa này mình bán gần 1.000 đơn rồi. Full đánh giá 5 sao luôn nha anh em nha. Và đang siêu sale từ 250k còn 179k miễn phí ship. Anh em nhắn tin Zalo 0395411840 để mình ship combo này tới anh em nha. Combo này sẽ khiến chúng ta gần nhau hơn nha anh em nha. Và anh em nghĩ sao nếu như mà mình rủ em ấy đi ăn cua hoàng đế ha? Mình thì luôn luôn mang đến những cái gì đó bất ngờ cho những người mà mình gặp. Cho nên là mong anh em ủng hộ mình một combo nha, để mình có kinh tế làm clip đó. Cảm ơn anh em rất là nhiều, bye bye và hẹn gặp lại anh em vào clip sau nha.